Lê Vi Ký, chương 6 Chúa bảo Môi Xe Khi có ai phạm tội, không thành tín với Chúa bằng cách lừa dối người lân cận về một vật nào được giao thác cho mình hoặc nhờ mình chăm sóc hoặc trộm cướp hay lừa gạt người lân cận mình hoặc lượm được vật đã mất mà từ chối, đi hoặc thề dối hoặc phạm một lỗi nào mà người ta thường phạm khi đã mắc và mắc tội như thế, phải hoàn lại vật đã trộm cướp hoặc lừa gạt, hoặc vật được giao thác cho mình, hoặc vật người ta đánh mất mà mình lượm được, hoặc bất cứ vật gì mình đã thề dối để chiếm hữu, kẻ ấy phải bồi hoàn nguyên vật ấy, cộng thêm một phần năm giá trị và giao nộp cho sở hữu chủ trong ngày mình dâng tế lễ chuộc tội để chuộc lỗi người ấy phải đem đến cho thầy tế lễ trước mặt chúa một lễ chuộc tội tức là một dây đực bắt trong bầy không tỳ vít và đúng giá đã ấn định như thế thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người ấy trước mặt chúa và người sẽ được tha thứ lỗi lầm mình đã phạm và mắc tội tế lễ thiêu chúa bảo môi xe con hãy truyền lệnh này cho Aaron và các con trai người. Đây là các quy luật về tế lễ thiêu. Sinh tế thiêu phải để trên mặt bàn thờ suốt đêm cho đến sáng và phải giữ cho lửa cháy luôn trên bàn thờ. Đoạn thầy tế lễ sẽ mặc y phục bằng vải gai với đồ lót cũng bằng vải gai vào mình và hút cho từ đám lửa của tế lễ thiêu trên bàn thờ đổ gần bên bàn thờ rồi cởi áo này mặc áo khác đem cho ấy ra ngoài trại quân để vào một nơi tinh sạch ngọn lửa trên bàn thờ phải giữ cho cháy luôn không tàn mỗi buổi sáng thầy tế lễ phải chất thêm củi và sắp sinh tế lên thiêu cùng mỡ đốt sinh tế cầu an phải giữ cho ngọn lửa trên bàn thờ cháy liên tục không tắt tế lễ chay đây là quy luật về tế lễ chay con trai Aaron phải dâng tế lễ này phía trước bàn thờ trước mặt Chúa họ sẽ bốc một nắm bột lọc trong lễ vật chay và dầu với tất cả những hương bên trên đem thiêu trên bàn thờ làm kỷ niệm là tế lễ có mùi thơm cho Chúa Aaron và con trai người sẽ ăn phần còn lại không pha men trong một nơi thánh họ phải ăn lễ vật chay trong sân trại hội kiến không được hấp bánh với men đó là phần ta ban cho họ trong các lễ vật của ta mà người ta dùng lửa dâng lên đó là một vật trí thánh như tế lễ chuộc tội và tế lễ chuộc lỗi tất cả người nam trong con trai Aaron sẽ được ăn phần ấy đó là một quy luật đời đời cho dòng dõi các ngươi về các tế lễ dùng lửa dâng lên cho Chúa. Người hay vật nào chạm đến các tế lễ đó sẽ được thánh hóa. Chúa lại bảo môi xe. Đây là tế lễ Arun và con trai người phải dâng lên Chúa trong ngày họ được sức giàu. Một phần mười pha bột lọc làm tế lễ chay thường xuyên, thông thường, sáng một nửa, chiều một nửa lễ vật đó sẽ được trộn với dầu và chiên sẵn trên chảo. Khi chín rồi, người phải đem cắt ra từng miếng sẵn sàng dâng lên làm tế lễ có mùi thơm cho Chúa. Người con trai nào của Aaron được sức dầu thay thế ông cũng phải dâng tế lễ ấy. Đó là một quy luật đời đời trước mặt Chúa. Họ phải thiêu chọn lễ vật này. Lễ vật chay của các thầy tế lễ đều phải thiêu hết, không nên ăn tế lễ chuộc tội chúa lại bảo môi xe con hãy truyền cho aaron và con trai người đây là quy luật về tế lễ chuộc tội sinh tế chuộc tội phải giết trước mặt chúa tại nơi sinh tế thiêu bị giết đó là một vật chí thánh thầy tế lễ dâng sinh tế chuộc tội sẽ ăn nó trong một nơi thánh tại sân trại hội kiến bất luận người hay vật nào chạm sinh tế ấy sẽ được thánh hóa nếu huyết sinh tế văng trên một chiếc áo, ngươi phải giặt áo xuống ấy trong một nơi thánh. Nồi đất dùng nấu thịt sinh tế ấy phải đập bể đi. Nếu dùng nồi đồng thì phải cạo và rửa trong nước cho sạch. Tất cả người nam trong gia đình thầy tế lễ đều được ăn thịt sinh tế ấy. Đó là một vật trí thánh, nhưng sinh tế chuộc tội nào mà huyết nó được đem vào trại hội kiến để chuộc tội trong nơi thánh thì không được ăn phải thiêu nó đi